Sau khi giá xăng dầu trong nước giảm hơn 800 đồng một lít vào giữa tuần trước, thì cục quản lý giá thuộc Bộ Tài chính dự báo giá các mặt hàng này có thể sẽ tiếp tục giảm hoặc duy trì ở mức thấp trong tháng này do xu hướng giảm của thế giới. Cuối tuần qua, giá dầu thô WTI tại sàn giao dịch hàng hóa New York chỉ còn 44,66 đô la Mỹ một thùng, giá dầu Brent tại London cũng về mức 50 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý 2 năm 2015, quỹ bình ổn xăng dầu còn gần 1.800 tỷ đồng. Số dư của quỹ cao cộng với xu thế giá xăng dầu thế giới giảm, dẫn đến nhiều khả năng liên bộ tài chính công thương sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm giá xăng dầu ngay trong tháng này. Ngoài ra, giá ga cũng đứng trước khả năng sẽ tiếp tục giảm do nguồn cung ga trên thế giới hiện khá dồi dào.